Chào mừng anh em đã đến với Laptop TC. Mình là Đại Công Nghệ. Và mình là Cường Vi, một reviewer của Laptop TC. Chúng mình cảm ơn anh em rất là nhiều khi mà đã ủng hộ. Chắc là 100 anh em nhỉ? Các chỗ khác là 500, đây là 100 anh em thôi. 499 đi. 499 đấy. Thì bên mình nào là anti-fan thì thôi. Cũng đã có một cái voucher giảm giá 300.000 cho anh em khi mà đã mua hàng qua YouTube của bọn mình. Với mã TCC 300 nha anh em nhé. Ok, bắt đầu video nhé. Câu hỏi đầu tiên là tần số quét là gì vậy các anh? Thấy rất nhiều máy gaming có tần số quét cao, nó có thực sự quan trọng không ạ? Tần số quét màn hình thì nó là một cái gọi là đề cập đến hình ảnh, nó được quét, được vẽ trong một giây tiếp theo, nó sẽ là bao nhiêu? Ví dụ như là thường thì nó sẽ là từ 30, 60, 100, 120, 144 hoặc là rất nhiều các thông số nó khác nhau, tùy vào những cái màn người ta setup. Còn nếu mà nó có quan trọng hay không thì mình nghĩ là nó vừa quan trọng vừa không quan trọng. Nó quan trọng đối với những bạn nào mà hay chơi game. Những bạn chơi game thì chúng ta sẽ phải cần tần số quét màn cao, tương đối cao đấy. Từ tầm 120 đến 144, cao hơn nữa thì có 165 hoặc là 300Hz. Nhưng mà thường 300Hz thì chúng ta sẽ rất khó để tìm kiếm được những cái tựa game để đủ cái tần số quét đó để chơi. Nên là cái mức phổ thông trung bình nhất là từ 120 đến 144. Còn nó không quan trọng đối với những bạn nào làm về văn phòng hoặc là những bạn học sinh sinh viên học những cái ngành cơ bản. Chúng ta không cần đến những cái màn hình tần số quét cao. Vì khi mà cần cái màn hình tần số quét cao thì cái kinh phí bỏ ra cho chiếc laptop đó nó rất là lớn, nên là các bạn sẽ phải cân nhắc cho cái công việc và cái nhu cầu của mình nó có cần đến tần số quét màn hay không. Mình thì rất ủng hộ với cái câu trả lời này. Còn một cái thứ quan trọng nữa đó chính là về cái cấu hình để có thể căn được cái tần số quét cao, đúng không? Nghĩa là chúng ta phải bỏ thêm một số tiền mua màn tần số quét rồi, nhưng mà lại phải có cái card rời hoặc thậm chí là ví dụ là chip Intel i5 thế hệ thứ 12 hoặc 13. Bởi vì đến cái lúc đấy thì mới là Acer, họ mới năm chục ngoái là đã có một con là màn 90Hz rồi, là con Acer Q410. Đó là không cần card rời nhưng mà cũng có màn 90Hz. Năm nay thì phải đến tận Intel thế hệ thứ 13 thì mới cân được, nếu mà không có card rời mới cân được lên 120Hz ở con Q410, đúng không? Câu hỏi thứ hai là chip Xeon và i7 có tranh nhau nhiều không anh trên chiếc 7530 ấy ạ? Vâng, để mà nói chip Xeon và chip Intel i7 hay i9 thì thực ra là nó cũng không chênh nhau nhiều đâu bạn ạ. Vì cái thằng Xeon ấy nó giảm xung đi để nó chạy bền hơn thôi, chứ nó cũng không chạy nhanh hơn thằng Intel Core i7 và Core i9 là mấy. Nên là để mà nói chênh hơn thì mình nghĩ là nó chỉ là hơn nhau về độ bền. Tức là những bạn nào mà thường mà các bạn đấy chạy máy ảo hoặc là học ảo hóa ấy, các bạn đấy cần chạy máy liên tục cả ngày, cần một con chip thật là bền. Đó, chạy có sức chạy bền tốt thì là các bạn ấy mới cần đến Xeon thôi. Còn nếu như các bạn sử dụng cái tác vụ cơ bản mà không phải làm việc liên tục hoặc là cần dùng cả ngày cả đêm thì các bạn không cần đến Xeon đâu. Ở đây thì chúng ta cần phải nói thêm nữa là về cái Xeon ở trên PC thì nó được làm rất nhiều nhân nhiều luồng, có khi là tận 30-60 nhân cơ. Câu hỏi tiếp theo là tầm 5 triệu thì dùng máy nào làm thuyết trình được ạ? Với mức ngân sách khoảng tầm 5 triệu thì mình thấy là nó có khá nhiều sự lựa chọn cho cái công việc của bạn. Ví dụ như bạn chỉ sử dụng cho cái thuyết trình thôi, đúng không? Thuyết trình thì chúng ta chỉ cần những cái cấu hình nó tốt một chút và có cái cổng kết nối đầy đủ để chúng ta xuất ra màn hình, chúng ta chỉnh chiếu các thứ thôi. Thì các sản phẩm cũ chẳng hạn thì mình có đề xuất cho bạn một mẫu sản phẩm là Dell Latitude 7480. Hiện tại bên mình đang có cái giá rất là tốt, nó khoảng tầm hơn 5 triệu một chút xíu. Thì cái chiếc máy đó thì nó có cấu hình cũng tương đối ổn, RAM và dung lượng ổ cứng cũng rất là lớn và màn hình cũng rất là đẹp. Nếu mà bạn có nhu cầu thì bạn có thể tham khảo chiếc đó, chiếc Dell Latitude 7480. Đúng rồi, với cái nhu cầu thuyết trình thì chúng ta cần nhất là những cái cổng kết nối. Thì với con 7480 nó đang có cổng HDMI và mình tin chắc thì hầu hết các cái máy chiếu cũng như là màn hình di động bây giờ đều có cái cổng đấy, phổ biến nhất rồi. Còn đấy thì nó có cả HDMI rồi DisplayPort rồi mạng LAN, nó rất là đủ đấy. Nhưng mà con đấy là không có VGA. Rồi đấy. VGA thì chúng ta phải tham khảo sang dòng khác. Nhưng mà hầu hết là cũ lắm, máy chiếu cũ lắm mới là VGA thôi. Chúng ta đến với câu hỏi thứ tư nhé. Mình muốn mua máy cho việc dạy nghề sửa chữa ô tô, tầm giá 20 đến 25 triệu. Tầm giá 20 đến 25 triệu thì nó sẽ có rất nhiều sự lựa chọn. Nhưng mà nếu mà đây mình sẽ hướng đến bạn những cái chiếc laptop cũ đi, cho cái giá thành nó gọi là mức 20 đến 25 triệu mà được cái cấu hình nó tương đối tốt và sử dụng bền. Còn nếu mà muốn cấu hình cao với mức giá đó thì mình cấu hình mới ấy, với mức giá đó thì mình nghĩ là sợ nó hơi khó. Nên mình đang muốn hướng bạn đến cái dòng Dell Precision ấy. Dòng Precision này thì nó sử dụng rất là tốt và bền cho cái công việc làm đồ họa hoặc là dạy về các cái công nghiệp điện hoặc là ô tô. Thì có chiếc Dell Precision 7530 và 7540. Với 7530 thì bạn có thể lấy được cái cấu hình là Max Option. Còn với chiếc 7540 thì chúng ta vẫn có thể lấy được cấu hình Max Option. Còn là cái tùy vào cái chất cái nhu cầu của chúng ta. Chúng ta muốn build với cái chiếc máy nó như thế nào thôi. Thì hai chiếc máy này đều có con chip Intel thế hệ thứ 8 và thế hệ thứ 9.
RAM thì chúng ta có sẵn là RAM 16 hoặc là RAM 32GB và khả năng nâng cấp của nó cũng rất là tuyệt vời nhé. Vì cái ngành dạy của bạn thì chúng ta sẽ cần phải lưu trữ rất là nhiều. Nó lại có khả năng nâng cấp ổ cứng đến 3 khe cắm ổ cứng. 3 khe cắm ổ cứng là chúng ta thoải mái để chúng ta cắm ổ cứng và chúng ta lưu trữ rồi, đúng không? Và màn hình của nó thì tất nhiên là một chiếc màn hình rất là tốt rồi, màn hình 15.6 inch Full HD thì quá là hoàn hảo để chúng ta sử dụng cho công việc dạy học rồi. Đúng rồi, nhưng mà trong cái tầm giá đấy thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn những một số mẫu máy gaming. Nhưng mà thực ra là nếu mà gaming thì nó hay bị lỗi. Em thấy có rất nhiều các cái trường hợp, ví dụ điển hình đây là mấy con Legion. Nếu mà chúng ta gấp máy vào mà không slap ấy, mở lên phải mang lên hãng mở cho. Nó không nên đấy. Cái vấn đề như này, nếu mà như là các bạn học sinh sinh viên ấy, thì chúng ta có thể là hướng sang cái laptop gaming được. Nhưng mà đây là bạn ấy đang nói về dạy nghề. Dạy nghề thì sẽ rất là lâu. Nó cần cái sự ổn định. Đúng rồi, cần ổn định và đấy, bền bỉ về lâu về dài. Chứ còn nếu mà như các bạn học sinh sinh viên thì tầm đúng mấy con thôi. Gaming thì nó khỏe là đáp ứng được cái nhu cầu này, nhưng mà nó thật sự nó không ổn định lắm. Đấy, chúng ta phải đánh đổi như thế. Đeo nồi đồng cối đá dùng thích nhất. Đeo thì cũng lắp gaming nhưng mà nó không, sẽ không ổn định bằng mấy con máy chạm này. Câu hỏi số 5 là có máy gập 360 độ, máy tính bảng khoảng 10 năm triệu không? Có đấy bạn ạ. Nếu mà như cái ngân sách của bạn đấy thì nó đang có hai mẫu rất là hot là mẫu Dell 7430 và 7435. Hai cái mẫu này nó là sản phẩm mới nhất 2023. Thì nó có cái cấu hình tương đối là cao và sử dụng cho cái nhu cầu của bạn rất là hợp lý. Với chiếc 7430 thì chúng ta sẽ có một màu silver, còn 7435 thì màu sắc của nó sẽ đẹp hơn. Với màu xanh Avander Blue. Cái này nếu mà chúng ta cần, chắc bạn cũng tìm hiểu về cái đặc tính của 360 rồi đúng không? Đó thì chúng ta sẽ cần phải gìn giữ thêm, gọi là gìn giữ xong rồi bảo quản nó tốt hơn những cái máy bình thường. Chứ thực ra là nó cũng làm gì có chuyện mà không bền đâu đúng không? Bởi vì điện thoại chúng ta cũng dùng, lần trước mình phân tích là điện thoại chúng ta dùng thoải mái suốt ngày đấy, có bị hỏng đâu đúng không? Mọi người cứ lo cảm ứng chấp chiếc này kia, cái này đỡ cho bạn. Thôi cảm ơn mọi người nhé, cảm ơn các bạn đã xem video và hẹn gặp lại các bạn tại những video sau. Và nếu các bạn thấy video này hay hoặc là những cái câu hỏi nào mà các bạn đang thắc mắc thì hãy comment ở bên dưới, cũng như là like và đăng ký kênh của Laptop TVC nha. Còn bây giờ thì xin chào và đừng bye quên bye. Voucher 300.000 tại Laptop TVC. Lúc đầu mình có nói đấy, voucher TVC 300 nha các bạn. Xin chào.